Xin giới thiệu với bà con, đây là cái dòng nước chấm hàn hay còn gọi là cái axit để dùng để hỗ trợ cho hàn inox, hàn tôn, hàn kẽm. Thì những cái dòng sản phẩm mà bà con đang liên quan đến dòng vật kích cá thì A Đầu đang bán rất là phổ thông và rất là nhiều. Thì nếu như bà con muốn hàn dây điện và cái vật kích cá vào với nhau thì phải dùng cái nước trợ hàn như thế này. Nó sẽ giúp cho bà con hàn rất là ngấu và hàn nó rất là ăn. Đấy, cái dung môi của nó là chất màu, chất lỏng màu hồng như này. Đấy, được đóng kín trong cái lọ nhựa như này và giúp cho bà con có cái sản phẩm để bà con hàn, hỗ trợ hàn cho bà con một cách hiệu quả và một cách tuyệt vời nhất. Thì A Đầu có bán cái sản phẩm này cho bà con. Ngoài ra bà con muốn đặt cái vọt kích cá, các dòng cần kích thì liên hệ trực tiếp với A Đầu qua số điện thoại trên video cũng như trên số điện thoại đây, bà con xem này. Và sau đây A Đầu sẽ hướng dẫn bà con cách hàn làm sao cho hiệu quả nhất khi dùng cái dung môi này. Thì đầu tiên bà con có cái dòng nọ dung dịch này như thế này, thì bà con lấy cái tăm bông bà con chấm một tí thôi, chấm chỉ một giọt thôi. Sau đó bà con bôi lên, làm ướt cái bề mặt cần hàn lên trên cái inox như thế này. Đấy, sau khi mà làm ướt cái bề mặt lên như thế này rồi thì chúng ta tiến hành hàn. Thì hàn cho dây đồng, hàn cho dây kẽm, hàn dây niken đều được. Bà con có thể định vị lại, sau đó bà con dùng cái màu hàn, bà con hàn như bình thường. Đấy, thì anh em thấy nha, sau khi hàn xong thì nhìn nó rất là sáng, rất là bóng. Và một cái điểm nữa là nhìn nó rất là ngấu và rất là đều. Thì khi về mua về anh em cứ hàn theo cái cách vừa rồi A Đầu vừa hướng dẫn cho anh em. Và cái độ chắc, độ dai, độ chắc của cái mối hàn này nó rất là tốt cho bà con, cho anh em. Thì cần đặt hàng liên hệ với A Đầu, xin cảm ơn.